Tức là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phương pháp, hay là chúng ta sẽ cách chúng ta thiết kế một cái sản phẩm phần mềm giáo dục cụ thể nhé. Thì về bản chất thì tất cả các phần mềm giáo dục nó đều như này cả nhé. Thì phần mềm giáo dục là nó đều hướng đến là chúng ta hướng đến một cái nội dung kiến thức nào đó của cái môn học, hoặc là kiến thức mà chúng ta muốn truyền đạt cho cái người sử dụng. Thì kiến thức nó rất là rộng, nó các cái môn học khác nhau. Của chúng ta làm phần mềm về toán, chúng ta làm phần mềm về lý, chúng ta làm phần mềm về văn học, về vân vân. Thì mỗi một cái kiến thức đó là nó có một cái, nó phải có các cái dữ liệu, có cái bộ, có cái nguồn tư liệu hay là các cái kiến thức. Thì như vậy nó phải có cái nguồn dữ liệu hay là kiến thức. Xong dựa trên cái nguồn kiến thức này, chúng ta mới sáng tạo ra các cái kịch bản cụ thể để chúng ta để hướng đến người dùng là vừa chơi vừa học. Chúng ta kịch bản phần mềm học tập. Nhưng mà học tập này thì không phải là chung chung, mà là dựa trên kiến thức, học tập cái kiến thức mà chúng ta muốn, kiến thức cụ thể mà chúng ta muốn là thực hiện, chứ không phải là phần mềm chung chung. Đó. Như vậy thì là nó có hai ý. Một cái ý là chúng ta phải có cái bộ dữ liệu, cái nguồn dữ liệu đầu vào. Và hai là chúng ta phải có kịch bản để tạo ra được cái đầu ra cho sản phẩm. Hai cái này nó độc lập với nhau nhé. Đấy. Thì một cái nguồn dữ liệu, một cái bộ nguồn dữ liệu có thể có nhiều kịch bản khác nhau. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Nhiều cách trình bày khác nhau cho sản phẩm. Và ngược lại thì một cái ý tưởng về kịch bản thì lại có thể có nhiều ứng tương với gì, tương ứng với nhiều cái nguồn dữ liệu khác nhau. Đấy, nhiều môn học khác nhau. Một cái bản như này có thể áp dụng cho nhiều môn học, áp dụng cho vừa toán, vừa vật lý, vừa tiếng Việt, vừa văn, vừa sử đấy. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta làm một cái kịch bản là làm câu hỏi, làm kiểm tra trắc nghiệm chẳng hạn. Ví dụ nhé, kiểm tra trắc nghiệm. Đó là một kịch bản. Thì với cái trắc nghiệm này chúng ta phải có cái bộ dữ liệu, phải có cái bộ dữ liệu câu hỏi, câu hỏi trắc nghiệm. Thì câu hỏi này nó có rất nhiều đa dạng, cùng là trắc nghiệm cả, nhưng mà là câu hỏi môn toán thì nó khác, câu hỏi môn lý nó khác, câu hỏi môn sinh vật nó khác. Như vậy là hai cái khái niệm là nguồn tư liệu và kịch bản là hai cái độc lập với nhau mà nó có liên quan đến nhau. Và như vậy làm phần mềm chúng ta vừa có phần kiến thức mà vừa có phần là kịch bản nữa. Có cái gọi là cái sáng tạo của chúng ta, nhưng mà nó rất đa dạng. Cho nên khi mà làm các cái phần mềm này thường nó rất đa dạng, rất là phong phú. Đấy, nó đòi hỏi rất nhiều kiến thức rộng mở khác nhau, và nó theo nghĩa đó là nó rất là hay, nó rất là hấp dẫn đối với người nhân, đối với học sinh như tiểu học ấy, nó là càng hấp dẫn nữa. Nó không như là giải toán nhé. Giải toán tức là nôm na làm toán hay là thuật toán thì nó nặng về kiến thức, nặng về kiến thức hàn lâm rất là nhiều. Còn cái phần mềm này thì nó không nặng về hàn lâm nhiều, nhưng mà nó nặng về những cái về sự sáng tạo, kịch bản, rồi là làm tương tác, rồi là nghĩ ra các cái nguồn dữ liệu, nguồn kiến thức, cái nguồn cơ sở mà chúng ta muốn đưa vào cái chương trình. Vậy nó rất, cái phần này là cái phần nó rất đa dạng, nó rất hay. Thì chúng ta sẽ làm thử một cái mẫu nhé, đơn giản. Thì nhân tiện đây thì tôi nói luôn là năm nay là Trung ương Đoàn có đưa ra cái chủ trương là năm nay bắt đầu có thi cái bảng D1. Bảng D1 là cái bảng gì? Bảng D1 là bảng dành cho tiểu học, là cái bảng là học sinh đến thi và lập trình làm sản phẩm cụ thể ngay ở trên lớp, là làm sản phẩm luôn, làm sản phẩm phần mềm ngay trên cái cuộc thi.
Thì cái vấn đề nếu mà nghe nghe thuật đầu ra thì nghe mới tin hơi, hơi lạ lạ, vì làm sao chỉ có là 150 phút thôi thì làm sao mà có thể trong 150 phút này làm thế nào để có thể làm được phần mềm đây đấy, tạo ra được một sản phẩm cụ thể rất là khó đúng không ạ? Thông thường để là ra một phần mềm ấy, sản phẩm là sản phẩm cụ thể nó phải có hàng thời gian là hàng tuần lễ, hàng tháng, thậm chí hàng năm trời mới ra được một cái phần mềm, chứ không 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 đơn giản. Các bạn thấy đấy, nó là rất đa dạng, nó cần phải có cái bộ dữ liệu rất lớn, nó phải có cái bộ dữ liệu rất lớn và có nhiều ý tưởng khác nhau, có phải có cái bộ dữ liệu lớn này, có kịch bản khác nhau đấy. Thế thì khi mà cái này là đây ý tưởng của bên Trung đoàn nhé, thì họ có hỏi tôi, thì chính năm nay tôi là chỉ là người là tôi chỉ là người mà là gọi là cái người mà phụ trách cái nhóm này, và tôi sẽ là chính tôi là người sẽ là người ra đề cho cái nhóm này. Thì ý tưởng của tôi là như sau nhé, tức là cho phép học sinh là cái làm như sau này, năm nay là như sau này, tức là cho trước cái chủ đề, cái chủ đề chung thì cái chủ đề chung thì cho trước để học sinh chuẩn bị trước, học sinh ở nhà chuẩn bị trước, học sinh được phép chuẩn bị trước các cái bộ dữ liệu, các cái bộ dữ liệu, học sinh được phép chuẩn bị trước một số kịch bản khác nhau tùy vào cái học sinh muốn kịch bản, hay là cái em, hay là cái em gọi là gì, hay là cái tương tác, hay là cái giao diện khác nhau, được phép chuẩn bị trước, được chưa? Khi đó mà tới lớp ấy, tới tới phòng thi ấy, tới phòng thi thì chương trình sẽ ra một cái đề bài, ra một cái đề bài. Đề bài này là gì? Là dựa trên ý tưởng là của cái bộ dữ liệu đã có sẵn rồi, và đưa ra một cái bài tập cụ thể của một cái giao diện cụ thể của một cái bản cụ thể, và học sinh ra đề bài như sau này. Một là với cái bộ dữ liệu là cho trước, học sinh được phép chuẩn bị trước nhé, và yêu cầu một kịch bản cụ thể, kịch bản cụ thể đấy, và học sinh sẽ sử dụng hai cái này và sẽ làm trong 120 phút, hay làm trong 50 phút, 150 phút. Như vậy là yêu cầu là không cần làm dài, không cần làm không cần làm quá phức tạp, nhưng mà dựa trên một cái bộ dữ liệu cho trước, học sinh vào phòng thi sẽ được phép là tải về từ trên mạng, tải về cái bộ dữ liệu của mình, tải về một số những cái thư viện, những cái chương trình mình đã lập trình từ trước, sau đó thì vào phòng thi sẽ phát đề thi và sẽ đưa ra một cái bản yêu cầu cụ thể, và học sinh sẽ phải sáng tạo trên cái cụ thể đó. Đấy, thì như vậy là đây là cái yêu cầu nhé, để các bạn thấy rõ. Như vậy năm nay có cái năm nay là năm 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 lần đầu tiên có cái bảng đề một này, thì năm nay là thì nó luôn là sáng mai tôi có một cái buổi mà để giới thiệu với các bạn học sinh sẽ đăng ký học học thi bảng đề một, tôi sẽ hướng dẫn cho học sinh tổng quát thôi, cách chúng ta chuẩn bị dữ liệu làm sao, cách chúng ta thi như thế nào, thì buổi ngày mai tôi sẽ nói nhé. Thì ngày mai thì lớp chúng ta có ai thi không thì không biết, nhưng mà tôi sẽ thu âm lại, tôi sẽ quay phim lại cái đó, và mà tôi sẽ gửi lại cho nhóm của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm như sau nhé. Hôm nay là lớp chúng ta đây, chúng ta sẽ tập tập dượt dựa trên cho chúng cái bộ dữ liệu cụ thể, và chúng ta làm thử một số phần mềm kịch bản dựa trên cái bộ dữ liệu đó. Đấy, thì hôm nay tôi đi như sau này, hôm nay chúng ta làm như sau. Hôm nay tôi chuyển sẻ cho các thầy cô là cho các bạn nhận làm cái bộ năm hôm nay nhé, làm cái bộ dữ liệu của chúng ta, cái bộ dữ liệu của chúng ta là cái bảng chữ cái tiếng Việt, bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Năm nay cái chủ đề chung của năm nay chính là phần mềm vui học tiếng Việt. Đấy, làm xong thì cái bảng chữ cái tiếng Việt là một trong cái bộ dữ liệu gốc rất cơ bản cho cái phần mềm học tiếng Việt. Thì năm nay thì cái bảng năm cái bộ của chúng ta là gồm có hai 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 bộ, một là cái bảng chữ cái tiếng Việt, hai là cái bộ âm thanh để phát âm bảng chữ cái tiếng Việt. Đấy. Thì đây là chính là cái bộ dữ liệu mà hôm nay chúng ta sẽ thực hành trên cái bộ dữ liệu gốc rồi cho trước. Và chúng ta sẽ phải sáng tạo ra các phần mềm A, phần mềm B, phần mềm C, xoay quanh cái việc là chúng ta dựa trên một cái bộ dữ liệu gốc là bảng chữ cái tiếng Việt và cách phát âm các chữ cái này.
mà kia chúng ta làm ra cái phần mềm là để gì, để cho người người cho trẻ con lớp 5 tuổi 4 tuổi học, hoặc là cho người nước ngoài học tiếng Việt chị ạ. Vấn đề là vẫn là mục đích của chúng ta vẫn làm cái phần mềm gì đó để ta học tiếng Việt được chưa. Vậy nên đây là cái bộ liệu rất đơn giản ban đầu mà chúng ta phải sáng tạo ra các phần mềm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem như vậy cái bảng cho cái tiếng Việt là cái gì và cái âm thanh nó là cái gì, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Rồi bây chúng ta cùng nhau làm này. Bây giờ chúng ta xem đã, chúng ta mở máy ra, chúng ta xem là cái bảng chữ cái tiếng Việt mà tôi bố rượu nó là cái gì, và hai là cái bộ âm thanh nó là cái gì, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây là phần mềm trắng tinh nhé. Bây giờ tôi sẽ cái bảng chữ cái tiếng Việt và âm thanh tôi đã lưu vào một cái nhân vật có chỗ trước rồi, và tôi mở cho chúng ta xem. Đây chúng mình, tôi đã có sẵn nhé, tôi mở xem nhé. Đây cái phần mềm của chúng ta là phần mềm này này, để tôi tìm nhé. Nó nằm chỗ này, cái này nó nằm ở cái thư mục của tôi Thế cơ. thầy, cái file này thì thầy có gửi ở lên nhóm rồi. Gửi nhóm rồi mà, gửi từ chiều cơ mà. À vâng ạ. Có hai file đấy, một cái file là file đuôi là sprite bar đấy, chính là cái file mô tả cái chữ cái mà chữ cái tiếng Việt nhé. Chị hình này chính là cái này, chính là cái này thôi đấy. Ở đây là tôi đã có sẵn vì tôi không cần tôi mà xóa nhé. Đây nhé. Như vậy là chúng ta đã có một cái nhân vật có tên là VN chữ Hoa. Đấy. Nó cùng nhau xem này. Đây. Đây chính là cái bảng chữ cái tiếng Việt có sẵn nhé. A á ớ, và đây là bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn của tiếng Việt đấy. Chúng ta xem tổng cộng nó bao nhiêu chữ. Nó có là 29 chữ cái nhé. Như vậy là cái bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta chính là 29 chữ cái. Có thấy không? Nó khác từ Anh. Bảng chữ cái tiếng Anh là 26 chữ cái, bảng chữ cái tiếng Việt là 29 chữ cái. Ở đây cũng ghi rõ cái phép đồng của nó đây. Đây chính là phép đồng của nó đây. Tướng của nó nhé, chữ A này. Này. Á này. Đấy, đúng không? Bờ Bờ này. Đây là đờ Đờ này, đây là E này. e Như vậy là chúng ta có đã, ở trong này là có sẵn cái gì? Là hình ảnh đủ của ba của 29 chữ cái tiếng Việt, còn bên này có sẵn âm thanh của 29 chữ cái tiếng Việt đó tướng với nhau được chưa. Đó còn cái file, cái tệp text là cái tệp để chúng ta lưu vào một cái danh sách các chữ cái đó, thì tôi làm luôn nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái list, tạo ra một cái dãy, chúng ta tạo một cái list nhé. Đây một cái list có tên, đặt tên luôn là VN nữa, VN cha, xem cái của chúng ta đợi thì cái file này có tên là chữ hoa, để VN chữ hoa, làm hết như vậy nhé. Chúng ta tạo ra một cái tệp, một cái list có tên là VN chữ hoa. Đấy. Đây là chữ hoa đó nhé. Còn có thể là có thêm, chúng ta có thể tự động bổ sung thêm là chữ thường hoặc gì đó, chúng ta làm theo sau nhé. Đây là một cái bảng chung. Đó. Cái bảng là rỗng này. Bia ở nhà lỗi tôi copy các bạn là họ có cái tệp có đuôi đuôi là TST, là cái tệp text, nó lưu trữ các cái chữ cái này. Tôi import nó vào nhé. Tôi bấm chuột phải chọn cái là import. Tôi sẽ chọn cái file là file VN cha hoa này, đấy cho chị nói này, là cái file nó lưu cái ảnh, nó lưu vào này, đấy, thấy không nào? Như vậy ta đã có đây là không phải nhầm, sợ đây không phải nhé, đây không sợ không phải, nhầm nhầm nhầm, file này không phải, file chữ cái thôi, tôi nhầm đấy, đợi tôi chút tôi xóa đấy nha. Alphabet hoa đúng không? Để tôi xóa cái này, cái này hơi 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 nhiều quá, không 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 cần thiết. Đây là chữ hoa đây này.
Đây là số Adin này. Tôi sẽ phải phải biết hoa cũng được nhé. Đây, tôi import vào, import lại nhé. Tôi phải import từ cái chỗ alphabet hoa cái đi này. Đây nhé. Đấy, thì đúng rồi đấy. 29 chữ cái nhé. Như vậy chỗ này là 29 chữ cái. Đấy, chữ cái hoa đúng không? Ứng với bên này chính là cái này này. Đây là 29 chữ cái này. Đấy. Như vậy là cái bảng chữ cái tiếng Việt là gồm nó có 29 chữ cái. Như vậy là cái một cái bộ dữ liệu ban đầu của chúng ta, gốc chúng ta là một cái bản cách Việt gồm có cái gì nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đấy. Như vậy là cái bộ dữ liệu ban đầu mà chúng ta cần cho bài toán này, một cái bộ dữ liệu gốc, một cái bộ dữ liệu bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm như sau nhé. Một là danh sách 29 hình ảnh chữ cái, hình ảnh nhé, nó là hình ảnh đấy, hình ảnh chữ cái hoa nhé, chữ cái hoa được nhé. Chúng ta có thể tìm thêm bộ chữ cái thường, bây giờ chữ cái hoa. Hai là cái em là danh sách 29 cái âm thanh mô tả cái cách phát âm các cái chữ hoa này được chưa, và các cái chữ tiếng Việt này. Và ba là một cái list chứa 29 chữ cái đó, chứa 29 chữ cái đó, được chưa? Chúng ta đã có đủ rồi nhé, chữ cái tiếng Việt hoa. Chúng ta nhớ lại nhé. Như vậy là cái người mà khi mà các bạn mà muốn làm cái phần mềm tiếng Việt thì các bạn phải có đủ 29 chữ cái này mà chúng ta phải làm đúng nhé. Như vậy cái người mà thiết kế phần mềm giáo dục ấy, là phải hiểu biết về việc môn học đó. Nhưng mà ai muốn tìm hiểu cái học dạy tiếng Việt cho học sinh khi làm phần mềm tiếng Việt thì chúng ta phải mở sách giáo khoa tiếng Việt ra, mở sách giáo khoa tiếng Việt cho lớp 1, lớp 2 ra, chúng ta kiểm tra những cái bộ chữ cái tiếng Việt cùng những cái nào, cách đọc của nó là ra làm sao, và chúng ta phải thu âm những cái âm thanh đó. Ở đây tôi làm sẵn rồi thì chúng ta chỉ việc là dùng thôi, còn nếu các bạn tự làm ở nhà đấy, tự ở trường các bạn làm ấy, thì các bạn sẽ phải tự thu âm thanh, tự vẽ hình ảnh. Đây là tôi ví dụ minh họa là một cái bộ như vậy. Thì như vậy là từ cái bộ 29 cái chữ cái này, chúng ta có thể tạo ra rất rất nhiều phần mềm học tiếng Việt đơn giản cho đủ các loại người mới bắt đầu. Phần lớn là những phần mềm giúp cho người ta làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt, làm quen cách phát âm tiếng Việt. Được chưa? Giống như chúng ta khi mà các bạn học tiếng Anh ấy, thì ban đầu tiên chúng ta phải học bảng chữ cái tiếng Anh. Chúng ta làm quen với mặt chữ cái tiếng Anh, và chúng ta phải nôm na là chúng ta phải làm quen với rất nhiều những cái mà liên quan đến tiếng Anh, cái bia là để tiếng Việt thôi, dành cho người nước ngoài, dành cho học sinh 5 tuổi, 6 tuổi là đầu tiên đi học thì phải mở ra mà học. Đấy thì rất hay. Thì như vậy là từ một cái bộ phần mềm này, từ cái bộ dữ liệu này, chúng ta sẽ có rất rất nhiều, sẽ có rất nhiều kịch bản khác nhau nhé. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau làm một vài kịch bản, nếu kịp thì làm nhiều hơn, còn không chúng ta làm một cái bản trước. Còn về nhà các bạn có thể nghĩ ra được rất rất nhiều cái bản khác. Từ cái bộ này, bản thân như tôi có thể cho các bạn khoảng 10-20 cái bản khác nhau, thoải mái. Đây mà đây chỉ có một bộ thôi nhé. Nhưng mà liên quan đến tiếng Việt, học tiếng Việt thông hay không thôi thì nó có rất rất nhiều cái bộ dữ liệu khác nhau nhé. Đây chỉ là một bộ thôi mà đã có rất nhiều ứng dụng rồi. Có rất nhiều kịch bản học tiếng Việt dựa trên cái bộ dữ liệu này. Đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế. Thì tôi thiết kế ngay cái ứng dụng đầu tiên nhé. Ứng dụng đầu tiên, cái bản 1 nhé. Chúng ta làm cái bản 1. Bản 1 là chúng ta thiết kế, chúng ta sẽ in ra trên màn hình
một cái lưới và chúng nó có chữ cái nhiều ở đây. Chúng ta có 29 chữ cái mà, đây ta viết là A này, Á này, A này, Á này, Ớ này, Bờ này, Cờ, chúng ta ghi ra đây nhé. Tất cả là có 29 chữ cái. Thì có thể chúng ta làm cái bảng tùy chúng ta lựa chọn nhé. Hoặc chúng ta làm cái bảng là cái bảng gồm có là, ví dụ gồm có là 4 hàng và 8 cột, thì 4 tháng là 32, hơn 29 rồi. Hay là 3 hàng thì phải là gì? 3 hàng thì phải là 10 cột. Đấy. Hoặc là 5 hàng thì bao nhiêu? 5 hàng thì 6 cột. Tùy chúng ta lựa chọn nhé. 5, 6, 30 thì lớn hơn 29 rồi. 30 là 30 lớn hơn 29. 4, 8, 32 lớn hơn 29. Tùy ta lựa chọn nhé. Đấy. Được chưa? Như vậy là cái bản 1 là gì? Chúng ta vẽ ra trên màn hình cái lưới này và các điểm chữ cái vào đây. Và người dùng sẽ bấm vào chữ cái nào thì bật âm thanh lên chữ cái đó. Ta nháy vào chữ A thì nó cũng đọc là A. Nháy vào chữ B đọc là thành bờ. Nháy vào chữ cờ thì đọc là cờ. Thì nháy vào chữ S thì đọc là chữ S. Công thành có sẵn rồi. Như vậy là cái bảng 1 là gì? Cái bảng 1 là gì? Là vẽ ra bảng chữ cái. Bảng chữ cái trên cái lưới ô vuông, trên cái lưới. Lưới ô vuông. Kích thước là M, tổng quát M nhân N. Đấy. M hàng N cột. Tức là với cái điều kiện gì? Với cái điều kiện là M nhân với N phải lớn hơn hoặc bằng 29 mới đủ chỗ được. Vì chúng ta có 29 chữ cái. Được chưa? Nếu mà M, N mà không đủ với cái lưới này, nó chứa được M hàng và N cột. Đúng không nào? Đây là N cột, đây là M hàng. Như vậy là tổng số ô lưới này là, tổng số của nó là M nhân với N ô. Mỗi ô này là một chữ cái. Thì ra là cái điều kiện là M nhân N phải lớn hơn bằng 29. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều cái khác nhau. Có rất nhiều phương án khác nhau để chúng ta vẽ. Tùy chúng ta lựa chọn nhé. Cái này hoàn toàn tùy cơ nhé. Đây này, tùy ý. Hoặc là có thể gì? Hoặc có thể chúng ta chọn là M bằng 4, N bằng 8, ngon lành. 2, M bằng 3, N bằng 10, không sao cả. Hoặc là M bằng 5, N bằng 5 và N bằng bao nhiêu? N bằng bằng 6. Thông thường là vì cái màn hình của SCAD là chiều rộng lớn hơn chiều cao, cho nên là chúng ta không nên để N nhỏ hơn M. Đấy, nhưng mà là 4, 8, 3, 10, 5, 5, 6 thế nào cũng được. Đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta lựa chọn nhé. Như vậy có rất nhiều phương án để chúng ta làm cái bài tập này. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau cho ta giải nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đây, thì chúng ta như sau, chúng ta sẽ thiết kế một cái lưới ô vuông. Chúng ta cho trước là M. Như vậy là chúng ta phải có input đầu vào của chúng ta là input là M, N. Ngoài ra, cái lưới của chúng ta, cái ô lưới này nó có cái độ rộng của nó là một số cố định. Tôi ký hiệu của nó là đây, ô lưới đây nhé. Ô này này. Tôi gọi D là cái chiều rộng của một cái ô lưới. Như vậy đầu vào là D nữa. Đấy. Được chưa? Như vậy là cho trước là M, N, D, D là số bất kỳ. Điều kiện gì? Điều kiện là cái độ rộng của cái ô lưới này sẽ bằng là N nhân với D. Đấy. Nó phải nhỏ hơn hoặc bằng là 480. 480 là cái chiều rộng của cái ô lưới Scratch. Còn chiều cao của cái ô lưới này là M nhân với D thì phải nhỏ hơn bằng là 360, tùy chúng ta lựa chọn. Đây, miễn là được thỏa mãn, được chưa? Đấy. Thì tùy chúng ta chọn thế nào cũng được nhé. Đấy. Thì tôi làm như sau này, tôi sẽ thử nghiệm như sau. Tôi sẽ thử nghiệm với phương án là chúng ta đặt là M bằng 4 đi, M bằng 4, N bằng 8. Như vậy tổng số nó sẽ là gì? Tổng số nó sẽ là 32 cái ô nhé. Điều kiện là gì? Điều kiện là N nhân với D phải nhỏ hơn nó bằng 480. Thì tôi chọn bất kỳ. N là 4 nhé. N bằng 8. Như vậy là suy ra là D nhân với 8 nhỏ hơn nó bằng 480. Vậy suy ra là D phải nhỏ hơn nó bằng gì?
D nhỏ hơn bằng là 60. Đấy. Tôi đặt ở D bằng 40 cũng được. Hoặc là bằng D bằng 40 hoặc bằng 50 cũng được. Mẹ đặt D, mẹ tôi làm như sau này. Tôi thiết kế như sau nhé, cho đơn giản. Tôi sẽ làm như sau. Như vậy tôi sẽ đặt cứng nhỉ, tôi sẽ đặt M bằng 4, N bằng 8 và D bằng 40. Như vậy là một làm cái ô lưới mà nó được chưa? Ô lưới như thế. Đây, thì chúng ta vẽ thôi, chúng ta vẽ trên màn hình cái ô lưới, vẽ ra như thế này. Được không? Chiều rộng là có 8. 8 ô, chiều cao là 4 ô, được không nào? Đấy. Và tôi tính chiều cao tôi kiểu là h nhé. H thì bằng bao nhiêu? H thì bằng là h thì bằng m nhân với d. Vì đây cái này là chiều cao nên là mo mà, m hàng, chiều rộng là có no. Mỗi cái ô này là d. Như vậy là chiều h chiều cao, còn chiều rộng kiểu là v kép như này là n nhân với d. Đấy. Được chưa? Và tôi tính được các ô đánh số từ trên xuống dưới nhé. Đây là 1 2 3 4 các ô đánh số từ trên xuống, từ phải sang, từ phải sang đây nhé. Tôi làm qua luôn cho hình dung thế nhé. Đấy. Như vậy là 1 2 3 4 này. À, cuối cùng một chút này là sẽ là n này. Cũng đây sẽ là n này. Có cái ô này này, cái ô này chính là cái ô này này. Ô này đánh số là m nhân n. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy các ô đánh số như vậy. Thì một cái ô như vậy, một cái ô như vậy là nó có một cái thông số về hàng về cái ô lưới ở hàng ngang và với ô lưới ở theo trục x thì trục y nhé. Đấy. Thì tôi ký hiệu cái ô ký hiệu cái này tôi ký hiệu là đây ký hiệu là x, chỉ là cái chỉ số của cái hàng của cột, tôi ký hiệu là x index, có ký hiệu cái này là y index. Đấy. Được chưa? Để theo trục x thì theo trục y, thấy chưa? Và tôi kiểu như sau, tôi sẽ kiểu như này, tôi sẽ ký hiệu, tôi sẽ sử dụng một cái sẽ sử dụng một cái tôi sẽ dùng hai cái mảng để lưu các cái tâm của các có cái tâm của các ô lưới, hai cái mảng đây, một cái mảng kia là một cái mảng kia tâm của theo gì theo chiều theo trục x, và cái mảng thứ hai tâm theo trục y. Đấy. Hai cái mảng như sau nhé. Tôi kiểu hai mảng như sau. Tôi kiểu như này. X, tôi kiểu là x list là dãy các cái tọa độ tâm theo trục x. Còn y list bằng dãy các cái tọa độ tâm của các ô lưới theo trục y. Đấy. Được chưa? Đấy. Thế thì cái này tôi nhớ ngày xưa tôi từng làm rồi, bây giờ tôi viết lại nhé. Chúng ta sẽ cần có hai bài toán sau đây này. Chúng ta cần có hai cái em cần có hai chúng ta cần có ba cái công thức là 3 hay 4 nhỉ, cần có ba cái bài toán sau để mô tả một lưới ô vuông, lưới ô vuông nhé. Bài toán thứ nhất là như sau, là cho trước là cái chỉ số, cái vị trí ô lưới là P theo thứ tự từ 1 cho đến M nhân N. Cần phải tính gì?
cần phải tính xem cái p này nó nằm ở vị trí nào, cần cần phải tính cái tham số là gì, là cái là cần phải tính cái chỉ số của cột và hàng, kiểu là chỉ số là x index và y index. Cần phải tính luôn là kiểu là x post là và y post là tọa độ tâm của cái ô của cái ô lưới này, e post. Cần tính là x index, y index, e post và x post và e post, tôi kiểu như thế nhé. Đây là nó là bài toán 1. Bài toán 2 là ngược lại. Bài toán 2 là ngược lại là cho trước cái vị trí tâm, cho trước cái x index chỉ số của tâm và y index tính p, tính cái vị trí của cái quý ô đó ở trên lưới. Cái vị trí này là tính cái p là cái chỉ số cho nó tính từ trên xuống từ trái sang đấy. Và cái thứ ba, bài toán thứ ba rất quan trọng, bài toán thứ ba về chúng ta dùng để chúng ta xử lý cái việc khi chúng ta nhánh chuột cái lưới nó phải bật lên cái âm thanh cho cái chữ đó, chứ làm bài toán ba như sau là cho trước cái tọa độ bất kỳ, cái tọa độ một cái điểm x y ở trên lưới để cần phải tính thì sao cái ô này nó nằm ở nào, nằm ở tính p là một, tính x post e post, tính x index và y index. Sau khi chúng ta có cái này rồi thì chúng ta sẽ hoàn toàn chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ làm rất rất nhiều thứ, bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta cùng nhau làm nhé. Như vậy bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ dựa trên cái bộ dữ liệu này và chúng ta sẽ lập trình và để chúng ta sẽ lập trình. Nhưng chúng ta có một cái tệp là VN alphabet hoa nhé. Ở đây tôi thực đây tôi làm sẵn này, có sẵn nhé. Nhưng chúng ta sẽ tôi sẽ ấy sau nhé. Đây này, đây là D này, H này, N này, P này, V kép, X index, x0 y0 y index, x post là những cái vị trí, là sẵn rồi, vì chúng ta chỉ việc dùng lần nào tôi phải gõ lại. Đây tôi thêm một chút về vị trí x0 y0 là cái gì, là nó là cái này này, cái lưới của chúng ta là như này nhé. Đây tôi vẽ lại cái lưới chúng ta, là chúng ta chú ý khi ta tạo một cái lưới nhé. Đấy, lưới đây. Thì cái vị trí ở bên trái trên ngoài cùng này này, vị trí này tôi kiểu nó như là x0 y0, nhắc lại nhé. Lưới chúng ta nó gồm có là m hàng và có n cột, tôi nhớ lại như tổng quát nhé, đây là n cột. Đấy, mỗi cái ô này, mỗi ô lưới này nó có cái độ dài, nó có cái độ dài cạnh là d, thấy chưa. Các cái vị trí các ô lưới sẽ số là từ 1, 2, 3, 4, chuyển đến từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Cuối cùng ở đây là M nhân N. Đấy, được chưa? Đấy. Ngoài ra thì cái vị trí P bất kỳ, một cái chỉ số P ở đây, một chỉ số P ở đây, thì cái vị trí này kiểu là X post và Y post. Ngoài ra cái chỉ số của nó, cái X index, nó là cái hàng này, cái cột này của cái hàng này nó sẽ là y index. Đấy, là tất cả những gì mà tôi muốn làm. Rồi bây giờ tôi lập trình nhé, chúng ta cùng nhau làm cái này, các bạn nhớ để làm lần ra nhớ lại, để chúng ta nhớ cái bài này ra dùng trong rất nhiều các bài toán khác để dùng liên quan đến lưới đấy là cần nhé. Rồi chúng ta làm như sau này, đây bây giờ tôi làm bắt đầu vào chương trình nhé. Thì làm như sau này, tôi sẽ dùng cái sân khấu là cái nơi ra lệnh chỉ huy ban đầu. Sân khấu là nơi chúng ta nạp cái thông tin ban đầu
Sau đó chúng ta ra lệnh cho cái nhân vật này là vẽ cái ô lưới trên màn hình, vẽ ô lưới và hiển thị các cái chữ cái. Sau đó là vào chương trình luôn, người dùng nháy chuột là báo luôn. Đây, chúng ta làm nhé, đây này, chúng ta bấm vào đây nhé để vào sân khấu này. Đây, sân khấu nhá, bắt đầu sân khấu này. Đấy, thì chúng ta đặt như sau này, chúng ta đặt luôn bắt đầu nhá, chúng ta nhớ lại một chút này, chúng ta đặt như sau này, chúng ta đặt là m bằng, đây, tùy chọn lựa chọn nhé, đây là m nhé. Chữ M D chữ M thật thì toàn mình tạo M M nha, M nha, chữ M thật. Như vậy chúng ta M này, chúng ta nhớ lại M chúng ta đặt bằng 4 nhé, này bằng 4 này. Đó. N chúng ta đặt bằng N chúng ta đặt bằng 8. Vấn đề là tích của M N là phải lớn hơn nó bằng 29. Đấy. Chúng ta là có 29 chữ cái mà. Đấy. M có thể là 3, M3 thì N bằng 10, N bằng 5 thì M bằng 5 thì N bằng 6, tùy các bạn tự đề cứng ở đây nhé. Còn D chúng ta tôi đặt D tôi đặt bằng 40 đi. D có thể là 50, 60 được. Đặt 40. Còn đặt là tăng sau nhé, 40. Rồi. Khi có rồi chúng ta tính luôn nhé. Như vậy chúng ta tính cái chiều cao của cái lưới. Còn đây là cái chiều rộng của lưới, chiều rộng sẽ là v kép chiều cao. Chiều cao sẽ bằng là m nhân với d. Đây, chúng ta đưa vào đây. Chúng ta chính là m nhé, đây. Bằng m nhân với d, còn chiều rộng là n nhân với d. Tôi làm vào luôn đây. À, được chưa? Như vậy chiều cao sẽ bằng m. Đúng không? M nhân với d. Chúng ta tính được ngay. Được chưa? Còn chiều rộng sẽ bằng là n nhân với d, hoàn toàn bằng công thức toán học bình thường nhé, rất là dễ hiểu. Sau đó chúng ta sẽ tính được cái vị trí ban đầu góc trái trên, chính là x0 y0. Chúng ta đặt lại cái x0 và y0, tính được không? Hoàn toàn tính được nhá. X0 là cái vị trí ở góc trái trên. Đấy, góc trái trên nó chính là gì? Chúng ta nhớ lại một chút là cái vị trí này, này vị trí này x0 không nó bằng bao nhiêu nào, có thể tính luôn này nhé, chúng ta cùng nhau tính ở đây này, hoàn toàn là toán học nhé, cái chỗ này không có gì là phức tạp cả, hoàn toàn chỗ này rất là dễ hiểu nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích xem nó là cái gì nhé, để tôi lấy cái bút nhé, không tôi làm đây. Ở đây x0 bao nhiêu, x0 bằng như thế này. Đúng không? Vì cái chiều rộng này này, cái chiều rộng này nó là v kép, như vậy một nửa chiều rộng này sẽ là v kép trừ 2, đây là âm, nó sẽ bằng gì, nó sẽ bằng là trừ v kép trừ 2. Đấy, còn y không là chiều cao nó là h, nên là phía trên y không nó sẽ bằng là h trừ 2. Đấy. Vì x không nó là ở bên trái của màn hình mà chúng ta phải làm, nó phải là một số âm. Đấy, như tôi có công thức này này. Đấy, thấy không nào? Để tôi viết lại ở đây như đây nhé. Như vậy là x0 sẽ bằng là âm của trừ của đây trừ 2 nhé. Đấy. Đây là trừ 2 này. Trừ của v kép trừ 2. Ở đây sẽ là trừ 1 này. Trừ 1 nhé. Nhân với v kép là cái chiều rộng. Đây, v kép trừ 2. Đây là x0. Còn y0 thì tôi chỉ việc copy cái này xuống dưới này thôi và tôi bỏ cái này đi. Và nó sẽ là h, nó sẽ là h chia 2. Đấy, ý được ngay đây mà. Đấy, được chưa? Rồi. Thì từ đây xong đây rồi chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ tự động tính được cái x list và y list để chúng ta tạo ra một cái list là tên là x list, là tọa độ tâm của theo trục x gì. Còn trục y tôi đặt là y list. Rất đơn giản như sau. Cái là thử tính tự động mà. Thì tự động này tôi sẽ đưa vào trong một cái hàm. Tôi ký hiệu nó là gì? Tôi đặt ký hiệu nó là lần tạo cái hàm có tên là, tôi đặt tên là init data nhé. Init data. Đấy. Đây, tính ở đây nhé. Đây tính ở đây này.
Tính đơn giản này, này. Đó. Tôi tính thử nhé. Rất đơn giản như sau này, chúng ta tính không khó, không khó như thế nào. Vì là chúng ta cần tính như sau, chúng ta chỉ bắt đầu của nó là cái tâm nó là đây này. Không đây bây giờ rồi tôi tính được cái sau tôi chỉ việc tôi tăng lên là theo chiều x thì tôi tăng lên cộng d cộng d cộng d rồi lại cộng trừ d trừ d trừ d, b là theo chiều trừ nhé, đây là x theo chiều cộng là ra. Thì như sau này làm rất đơn giản như sau đây. Đây thì đầu tiên tôi phải xóa hết tất cả đi, tôi phải xóa toàn bộ cái x list list trước kia đó nha. Chưa rồi, nhầm rồi, dễ xóa hết rồi lắm. Bấm nhầm là xóa luôn, cái sau là chết luôn. Kiểm tra lại thì đã xóa hết chứ nhá. Đấy. Bấm nhầm chưa? Mình tôi phải đưa lại này. Bấm chuột phải với import. Import cái viên cha hoa alphabet hoa này, này. Phải đưa vào. Đấy. Này quan trọng lắm nhé. Cái này quan trọng dùng rất nhiều trong các cái phần dữ liệu. Đấy, để tôi xóa này. Xóa x list v list và tôi bắt đầu làm từ đầu nhé. Làm từ đầu như sau thì tôi phải dùng các cái biến phụ. Thì ban đầu tôi sẽ tạo hai cái biến là biến x là cái biến thì tôi dùng để tôi chạy thôi, x và biến hai là biến y được chưa. Thì ban đầu tôi đặt x y là cái tâm đầu tiên ở góc trái trên, thì tôi làm như sau, tính như sau, đây là x y, đây là x, đây là y. Đây. X gì là gì? Sẽ bằng là x0 cộng với d chia 2. Này. X0 đây là đây nhé, cộng với một nửa. Đấy thầy. Ơi. Thầy kéo lên cho con xem hết mấy cái phần variable đó này. Chỗ nào? Ở đây hay ở bên kia. Thầy kéo mấy cái biến màu cam lên cho xem hết đi ạ. Cái biến nào? Ở đây bên này à? Bên này à? Đây nhá. X bằng x0 cộng với d trên 2. Đấy. Còn y thì bằng là y0 trừ d trên 2. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì nó có x thì bằng đây này. X thì bằng là bằng x0 cộng d trên 2. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì như sau chúng ta làm chúng ta như vậy x này x thì bằng gì, sẽ bằng là x không luôn rồi, x không cộng với d chia 2, ta làm với cộng này, làm với cộng với d chia 2 đây, ta lùng cái này vào đây nhé, đây là d chia 2 cùng d chia 2 cả đây. D chia 2 x thì sẽ bằng là x không luôn rồi, x không đây. Đấy. Ta đưa cái này vào đây. Còn chúng ta sẽ copy, còn y thì là phép trừ. Phép trừ. Đấy, cũng là trừ d chia 2 ở đây nhé. Ở đây nó sẽ là y0. Y0 trừ d chia 2. Đấy. Đây là cái ban đầu đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta làm cái đấy nhá. Đây. Ta làm này. Chúng ta lọc n lần, chúng ta bổ sung vào cái vào x list, sau chúng ta lọc là m lần, bổ sung vào y list m, x thì ta phải có đủ n lần, y đủ m lần, cho làm như sau. Đây. Repeat nhé. Đầu tiên là n lần để chúng ta tạo các cái giá trị là tâm của các cái ô lưới. X chỉ tổng x chỉ tâm từ 1 cho đến n ở đây. Đấy. Đầu tiên là x y đây, sau ta cộng thêm d là được nhé. Đây. Với y đây là đối với x là n lần này. Đấy. Làm như sau này, chúng ta sẽ add vào cái gì? Add vào cái x list. Add cái gì? Add cái x gì? À, chúng ta chú ý nhé. Tọa độ x gì đâu rồi? Đây, x. Chúng ta bổ sung x thì vào x list. Đấy. Sau chúng ta cộng thêm d là xong. Chúng ta bước tiếp theo chúng ta sẽ
trên x by d là xong. Đấy. Thì đây là cái đoạn chúng ta nạp n cái tâm của x list, ban đầu tiên là x gì, sau chúng ta chỉ việc thay x gì, x bởi x cộng d là xong nha. Yeah. Chỗ này là xong cái phần nạp cho x list. Tiếp theo chúng ta nạp cho y list, chúng ta vào đây, chúng ta thay m bằng n, thay n bằng m. Đấy. Và chúng ta copy được xuống cho nó nhanh. Đấy. Nên chúng ta bỏ con này đi, chúng ta thay bằng y. Add y to, đây là y list. Đấy. Và chúng ta trên y chúng ta vào trên xuống, vì đi suy đi xuống mà, không phải d mà là trừ d. Đây là trừ d. Đây sẽ là đây này, là cái này. Đây là trừ 1. Đấy. Đấy. Như vậy là sau cái lệnh này là chúng ta tạo xong dữ liệu cho cái xlist. Cho chạy thử xem nhé. Chúng ta thử chạy xem là bao nhiêu. Để kiểm tra đúng không em? Bấm lại chạy thử này. Hãy xong kiểm tra này. Kiểm tra xem xlist là bao nhiêu nhé. Đây cái xlist đúng không mà. Đây này. -140 này, -100 nó phải đối xứng là đúng 20 100. Đấy, đúng rồi đấy nhé. Thì mà y nó có 4 hàng nên là 60 20 -20 6 60 đúng. Y là giảm xuống, x thì là tăng lên. Đấy, x thì tăng lên, y giảm xuống. Vậy đúng rồi đấy. Được chưa? À, thì đó là cái được chưa? Như vậy vừa đây tôi vừa mới làm xong cái phần mà ban đầu. Sau đây thì tôi sẽ sau khi xong thì tôi sẽ tạo ra, tôi sẽ yêu cầu là tôi sẽ gửi thông điệp là show hay là hiển thị, thì cái nhân vật này là sẽ hiển thị trên chính cái lưới. Tôi làm như sau này. Tôi gửi một thông điệp có tên là show. Nhé. Thông điệp cho người cho nhân vật kia, show nhé, là hiển thị. Đấy. Và đây là cái việc của cái sân khấu là người nạp ra những cái ban đầu nhé. Sau đó nó sẽ chuyển sang cái bên này. Đấy. Y sẽ là cái nơi mà chúng ta nó sẽ hiện bằng chữ cá trên đúng lưới này, thì chúng ta phải có rất nhiều những cái hàm khác nhau. Đặc biệt trước mắt tôi làm thử nhé. Đây thì bên này chúng ta sẽ cần một số các cái hàm sau đây này nhé. Ta nhắc lại, chúng ta cần rất nhiều cái hàm. Chúng ta phải thiết kế ở đây ba cái hàm là hàm như này. Chúng ta thiết kế ba cái hàm như sau. Một cái hàm là cho chiếc p tính x index, y index, x post và y post. Hàm thứ hai, cho chiếc x index, y index tính p. Hàm thứ ba, cho chiếc x y bất kỳ tính p, x post, y post, x index, y index. Tôi sẽ phải viết ba cái hàm này trước, sau đó tôi mới là lập trình được. Rồi tôi làm ở đây nhé, tôi làm ở chữ này nhé. Đầu tiên tôi làm lệnh, tôi gọi là calculate nhé. Tôi viết đây là post. Đấy. Tôi làm tính từ post. Đây là p. Đấy. Nhưng mà cái hàm này là hàm gì? Hàm này là hàm là đầu vào là p, đầu ra là cái p là cái chỉ số của cái ô lưới tính đếm theo từ 1 2 3 cho đến m nhân n đấy, tính từ trên xuống, từ phải sang từ trái sang phải. Cho chiếc p tính là x index, y index và x post, y post. Được chưa? Đấy, đó là một cái hàm, đây là cái hàm đầu tiên cần phải tính này. Cái hàm thứ hai cần phải tính lên như sau. Cần phải tính là gì? Là cho trước cái x index và y index nhé. Sau đó chúng ta phải tính gì? Chúng ta phải tính được cái không cần hàm thứ hai tôi làm nghe ấy hơn. Hàm thứ hai là hàm này, hàm là calculate, đặt tên là xy. Đầu vào chúng ta sẽ là x và y. Đầu vào cho trước hai cái một tọa độ, một điểm bất kỳ xy, đầu ra là tính p. Đây. Đầu vào xy, đầu ra là tính p, tính x index, y index, x post, y post. Đấy. Hai cái này dùng cho khi tôi để tôi làm phần sau, tôi lập trình để tôi
điều khiển cái ma trận đó, cái lưới đó nhé. Hàm này tính như sau này, hàm này chúng ta chú ý một tí, nó không khó đâu, nhưng mà chúng ta làm lần thì các bạn nhớ đây. Sau chúng ta về chúng ta sẽ ấy lại nhé. Thì với ban đầu P thì cái chỉ số XY là như sau. Chúng ta sẽ tính chỉ số Y trước này. Xét cái Y index trước. Chỉ số Y đấy. Y là chỉ số theo hàng trên xuống đấy. Thì cái này là như sau. Cái này chính là gì? Chúng ta làm tròn lên, ta lấy P chia cho N mà chúng ta làm tròn lên. Cái này chúng ta, các bạn nhớ một lần dẫn là nhé, chia cho N. Sau đó chúng ta làm tròn lên. Đây, chúng ta làm tròn lên dùng cái hàm là hàm ceiling. Ceiling. Đây, để chính là cái x index. Còn cái hàm x index chúng ta làm như sau. Cái hàm x index thì ta tính như sau. Ban đầu chúng ta lấy cái phép module, phép chia, phép mod này. Ta lấy P, xin lỗi, ta lấy P ở trên đây. Ta mod cho N. Số dư cho N. Đấy. Đây là X, đây là Y nhé. Thì nếu mà cái P chia cho N thì ta phải bằng N, vì cái này là cái hàm này là tính từ 0 đến N-1, nhưng mà cái chiếu chúng ta là từ 1 đến N cơ. Chúng ta phải làm tiếp theo như này. Viết vào đây nhé. Đấy. Tiếp theo tôi làm như sau. Tôi phải viết cái hàm như này, if index này mà tính ra rồi bằng 0 ấy thì nó chính bằng N. Nhưng mà x index này mà bằng 0 ấy, tức là bằng 0 thì nó chính là cái, thì chúng ta đặt lại cái này, nó là set y x index bằng n. Đấy, đây chính là công thức. Đổ vào là P, đổ ra là x và y index. Thì có này rồi thì chúng ta tính x post rất là đơn giản. Chúng ta tính x post rất đơn giản, và tính y post là cái tọa độ tâm của cái đây là tâm của cái ô mà có chỉ số là P. Thì làm như sau, chúng ta dùng cái này thôi, chúng ta dùng chính cái x list delete này, chúng ta dùng cái hàm này item, chúng ta dùng chính cái x list, và đây là y list. Đấy. Dùng chính cái x index này, x index này, đây là y index, nó đưa vào đây. Đó. Thì đây chính là cái xy nhé, đây chính là cái hàm đầu tiên. Cho trước P tính x index và y index, tính x post và y post. Còn bên này là gì? Khi chúng ta nhấn chuột lên màn hình ấy, thì nó tạo ra một cái điểm tọa độ xy, và chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là cái nằm trong cái ô đàng của lưới. Thì đầu tiên chúng ta kiểm tra xem nó nằm trong lưới hay không, hay nằm ngoài không. Thì nếu nằm trong thì mới tính, nếu nằm ngoài chúng ta đặt P bằng 0. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta kiểm tra nhé. Bây giờ nếu nằm ngoài tức là x gì là khi nằm ngoài lấy này, khi mà cái x gì nằm bên này hoặc là bên này, y nằm trên hoặc dưới, tức là khi mà chia đúng x gì thì phải lớn hơn h chia 2, đúng không nào? Thì nó là cái, đây tôi làm này, vậy là như sau nhé. Nếu này, đây chúng ta phải làm nếu như sau nhé. Nếu này thì có cái o này, để có hai cái lớn hơn này, đấy. Nếu mà x gì mà lớn hơn v kép chia 2, khỏi x gì mà ta phải x gì có âm dương, ta phải lấy một chi tuyệt đối của x gì, đấy. Bên này chỉ được có y nhé. Nếu mà chỉ được có x gì này mà lớn hơn với cấp chia 2, mà lớn hơn một nửa của cái chiều rộng này, lớn hơn v kép chia 2 là nằm ngoài đấy, đúng không? Là ngoài này,
lớn về kiếp chỉ hài, hoặc hoặc trước của y lớn h chia 2, ta copy cái này xuống thay cái này ra, thay vào đây bằng h. Đấy. Nếu như là như rồi. Ồ, đúng rồi, đây. Rồi. Dễ sai lắm. Đấy. Ui. Bị sai đúng không? Cái chỗ này là h chia 2 đây cơ này. Đấy. 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 Nếu như mà trừ đối của x, trừ đối của x mà lớn với kép chia 2, hoặc trừ đối của y lớn y, y h chia 2, tức là x y nằm ngoài cái ô lưới, thì chúng ta đặt p bằng 0. Chúng ta đặt p bằng 0. P bằng 0. Đấy, còn ngược lại. Ngược lại chúng ta phải tính x y test và y test nhé. Thì chúng ta làm như sau. Chỗ này chúng ta làm như sau. Hơi phức tạp một chút. Chúng ta phải tính những cái x index. X index và y index như sau. Thế công thức sau đây này. Để các bạn nhớ lại để các bạn làm nhé. X index sẽ bằng gì? Sẽ bằng là chúng ta lấy là x chia 0 trừ x 0 chia d và làm tròn lên. Đây chúng ta làm phép trừ nhé. Trừ và chia cho d. Đấy. Nhầm. X chữ x 0. Đúng rồi. Chia d. Chúng ta lấy x gì này? Đấy. Trừ đi x 0. Trừ đi x 0. Các bạn còn ghi cái công thức rồi thôi. X 0. Và chúng ta chia cho d. Đấy. Và sau đó chúng ta làm tròn. Làm tròn lên. À, phức tạp luôn. Đấy, chúng ta làm tròn lên thì ra là công thức. Đấy, làm tròn lên nhé. Đấy, để ra công thức tính x gì. Còn tính y làm tính y tương tự, chúng ta vẫn là copy cái này xuống, chúng ta sửa một chút thôi. Không phải x chia x không mà chúng ta bỏ cái này đi, mà chúng ta bỏ cái này đi và lấy lại là x thì không y không trừ y. Y không nó ở trên cùng, cao hơn. Y không trừ đi y đây. Trừ đi y. Đấy. Tất cả chia cho d. Không tròn lên. Đó. Đây chỉ là công thức tính x index và y index. Trong trường hợp chúng ta đầu vào của ta là một cái x không, y không, x y bất kỳ. Đấy. Xong bước tiếp theo chúng ta tính p. Ta sẽ tính p đây, ta tính p cũng tính p là như sau này, tính p như sau này, p sẽ bằng là như sau này, p sẽ bằng là n nhân với index trừ 1 tất cả cộng x index này. Ta sẽ làm đầu tiên là phép cộng trước nhá, cộng là phép cộng, còn ở trên này là phép nhân. Tức là n nhân với y index trừ 1. Đây, như này. Nhân với y index. X thì nhân với y index trừ 1. N nhé. N nhân y index trừ 1. Đây, sau đó là cộng với gì? Cộng với x index. Đây. Chỗ này này. Cộng với x index. Đây chính là công thức tính tính p thông qua là x index và y index. Chúng ta đưa nó vào đây. Đấy. Sau đó chúng ta tính x post và y post giống như trên này. Giống như này. Để hai cỡ copy cái này sang được. Đấy. Đưa này vào đây.
Nhưng mà đây chúng ta làm được hai, nhưng mà chúng ta viết được hai cái hàm rất quan trọng. Cái này lát nữa chúng ta sẽ làm và thử cho thấy đúng hay sai ngay nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái phần chính của chương trình, là chúng ta sẽ không vẽ lưới, chúng ta sẽ hiển thị các cái này ở trên lưới. Đấy, thầy dịch sang cho nhìn code đúng không? Đây gì? Đấy. À, cái code calculate xe. Đây này, đây này, đây này. À, tạm đợi con. Đây không nào. Rồi, xong rồi đấy ạ. Ừ, nhưng mà bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế cái phần này. Phần này rất quan trọng này. Thì cái phần này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ dùng clone. Dùng clone để chúng ta làm nha. Thì như vậy chúng ta làm như sau. Chúng ta lập trình như sau. Thì ban đầu chúng ta tạo ra một cái mã ID cho từng cái nhân vật là chữ cái một. Và đặt cái mã này làm cái biến riêng nhé. Biến riêng. Thì bắt đầu như sau. Khi mà vào chương trình, bắt đầu vào chương trình đây, thì chúng ta ẩn nhân vật chính đi. Chúng ta ẩn đi. Đấy, chúng ta hai. Và chúng ta đặt cái ID bằng 0. Mình ID này là cái biến riêng. Mình cái ID bằng 0 mô tả đây là chính nhân vật gốc. Còn các cái clone thì nó có cái mã ID chính bằng cái số tự của cái số của cái chữ đó ở trên cái lưới của chúng ta. Đây, khi mà nhận được thông điệp là gì? Khi mà ở sân khấu mà gửi thông điệp là show này, đó, thì nhân vật này sẽ làm như sau. Để tôi mô tả cái thao tác mà khi nhận được thông điệp là show. Đấy. Thì như sau nhé. Khi nhận thông điệp là show ấy thì cái nhân vật này sẽ làm như sau. Chỉ áp dụng cho cái nhân vật là nhân vật của chúng ta làm là đấy thôi. Nhân vật của chúng ta là clone thôi, cho nên đây chúng có một lệnh nữa để kiểm soát. Như vậy là chỉ nếu như mà ID bằng 0, tức là khi mà chúng ta đang làm việc với nhân vật gốc thì nó tâm xử lý không nhé. Đấy. Thì làm như sau này. Chúng ta sẽ tạo ra là 29 cái con clone nhé. Mà clone đó chính là chính độ dài của cái dãy này, của cái bảng này nhé. Đấy. Nhưng mà chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ lặp repeat 29 lần, hay là repeat độ dài của nó. Chúng ta repeat chính là cái độ dài, cái length của Vietnamese, cái length của cái bảng chữ cái. Bạn thấy nó tùy tăng hay giảm, tùy chúng ta lựa chọn sau nhé. Ở chúng ta là bảo chúng ta cái dãy này là cái dãy các chữ cái hoa, đó là 29 chữ cái, lập theo đúng 29 chữ cái này. Làm như sau này. Các bạn chú ý rất quan trọng là chúng ta sẽ phải tạo mỗi chữ cái theo đúng vần ABCD, theo đúng cái thứ tự, sau đó chúng ta đưa vào trong cái lưới. Làm như sau này. Đầu tiên chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ phải, việc đầu tiên chúng ta change ID by 1, lập như vậy liên tục 29 lần. Và change ID by 1, vậy ID bắt đầu từ 1 trở đi nhé. Đấy. Đây chính là cái thứ tự này. 1, 2, 3, 4 trên 29, với ID chính là cái thứ tự của cái ô lưới ở trên màn hình. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh là change switch custom to ID. Chúng ta chuyển cho cái vật này, nó chuyển đến đúng cái trang phục là cái chữ cái đó, ID nhé, thay trang phục này. Sau đó chúng ta tính toán dùng cái hàm này. Chúng ta tính toán dùng cái hàm là calculate post để chúng ta tính toán. Đấy. Và theo cái ID này. ID chính là thứ tự đấy. Đấy. Tính toán thì tính toán ra là cái xlist, xpost và epost ở đây. Đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm lệnh sau đây. Chúng ta sẽ dùng lệnh là go to. Nó sẽ phải go to đến cái vị trí là xpost, epost. Đúng cái ổ của mình. Go to đến xpost và epost. Đây. Epost. Thấy chưa? Vậy là nhìn lại nhé, nó chuyên ID, nó lọc 29 lần này, tăng ID lên một đơn vị này và đổi trang phục theo tự ID này, tính toán vị trí theo ID và tính toán epost, được tính luôn cái này luôn. Đấy. Sau đó nó sẽ tạo clone.
đây tạo cái luôn, thấy chưa? Và khi mà thiện xong cái này, xong cái này thì nó sẽ trả lại, họ sẽ trả lại, ban đầu trả lại, đặt lại cái ID bằng không, đặt ở đây này, đặt ở đây này, đấy, được chưa? Đặt bằng không. Và thế đây thì bắt đầu chương trình, thế đây nó sẽ bắt đầu chương trình, nó sẽ gửi thông điệp là start chương trình, bắt đầu trò chơi đấy, bắt đầu vào chương trình chơi nhé, bắt đầu vào chương trình học tiếng Việt. Đây, podcast start. Vì chúng ta thử nhé, sẽ như nào nhé, đây chúng ta sẽ thử cho nó ra nhé. Không, khi mà đây, một lần nữa là khi mà clone bắt đầu xuất hiện ấy, thì chúng ta phải cho nó hiện lên đã. Vì đây nó bắt đầu nó ẩn đi mà, chúng ta phải hiện lên, chúng ta dùng lại là show và phóng to lên. Tôi kiểm tra thử, sẽ thử nhé, sẽ to như nào nhé. Đây này, được chưa? Bé quá đúng không? Tôi phóng to một chút nhé, tôi để phóng to lên một chút này. Tôi là set size ở đây này, set size ở đây là 150 nhé, 150, sẽ to lên một tí đấy. Đấy. To chưa? Tôi có thể điều chỉnh được rất đơn giản. Tôi bây giờ tăng cái này lên là 45 thì nó to, 40 bé quá, 45 đi. Đấy, chạy thử này. Đấy, ngon lành chưa? Được rồi. Như vậy khi bắt đầu chạy chương trình là chạy xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ làm chương trình tiếp theo là người chơi khi bắt đầu chơi này, người dùng nháy chuột lên vị trí này này. Đấy. Thì nó bắt đầu kêu, nó phát âm như sau nhé. Chúng ta vào ngay đây, chúng ta sẽ lập trình như này. Khi bắt đầu vào start chưa, thì chương trình sẽ đi vào một cái vòng lặp vô hạn lần và chờ khi nào mà người dùng nháy chuột đây này, kiểm tra if nháy chuột đây này, dùng cảm biến nhé. If đây này, vào cái sensing này, if ở nháy chuột tức là if mouse down này, if mouse down thì làm gì? Thì chúng ta sẽ phải tính được là cái vị trí mà người dùng nhấn chuột chính là vị trí của mouse x và mouse y này. Đấy, chúng ta dùng cái lệnh sau đây, chúng ta dùng cái lệnh là calculate x y này, nó sẽ tính toán ở đây. Đấy. Được chưa? Và lệnh này này, lệnh này nó sẽ tính được gì? Nó sẽ tính được cái tính được p đây này, nó tính được p và x put y post, tính được p là chính thôi. Đấy. Thì nếu p mà bằng không thì nó không kêu, p lớn không nó mới kêu. Đây kiểm tra luôn nhé, bị kiểm tra luôn là if đây này, if này, if p lớn không thì nó sẽ kêu lên, thì nó sẽ phát âm. Còn p bằng không thì không. Nếu mà đây là p, nếu mà p mà lớn không thì nó sẽ kêu. Nó kêu như thế nào? Thì nó chỉ play sound thôi, đúng không? Thì nó sẽ play sound, nó dùng cái sound theo đúng cái tựa p này, nó sẽ dùng cái lệnh là play sound, tôi dùng play sound until done. Đây. Đây. Bây đây xin lỗi. Nếu p bằng 0 thì nó sẽ play pop. Tôi là cái pop là cái gì? Pop là cái âm thanh cuối cùng, tôi để đây rồi, tôi để sẵn đây. Có không nhỉ? Pop là cái cùng nhé. 29, 20, 20, 20 là pop là làm nhầm đấy. Đây này, pop nhé. Còn nếu không, nếu p lớn không thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ play sound p. Đấy. Chúng ta thử xem có được không nhá. Đây này, chị thử này. Ừ. Đấy. Ờ. Y. Để ta hơi bị nó K. À, nó bị ấy quá là vì sao? Vì này, tôi phải cho nó chờ đi một tí nhé. Khi mà nó chạy xong cái này, tôi cho nó chờ một tí cho nó có khoảng cách. Ở đây nó quay liên tục nhưng mà nó bị lỗi, vì tôi phải làm như sau. Tôi thêm vào đây một cái lệnh wait ở thế này nữa cho nó chờ một tí là 0.0.0.1 thời 1 giây. Tôi để nó vào đây này. Tôi để nó vào chỗ nào nhỉ? Để vào chỗ này này. Đấy. Nó sẽ bảo đảm nó sẽ không bị lỗi nữa nhé. Chạy lại này. M N
thá, ớ, bờ, cờ, cu, ư, vờ, sờ, y. Đấy. Được chưa? Nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong một cái chương trình rất là bất công, nhưng mà nó rất đơn giản. Là chương trình gì là học bằng cái bảng chữ cái. Được không nào? Nó rất là đơn giản, rất là hay. Tôi ghi lại bài này, những cái bài đây là bài mẫu rất quan trọng nhé. Chương trình của chúng ta là như sau. Này chúng ta vào cái chúng ta là cái lớp nào? Đừng chúng ta tìm lớp chúng ta nhé. Thầy, cái âm thanh này là mình thu âm sẵn hả thầy? Thu âm sẵn đấy. Phải thu âm sẵn đấy. Ừ. Ở trong cái tệp mà Spy là có đấy. Nhưng mà chúng ta phải thu âm sẵn ở nhà nhé. Thu âm sẵn trong nó là cơ sở dữ liệu có sẵn rồi đấy. Rất là phức tạp chứ không đơn giản đâu. Nhưng ta phải âm thầm. Đây là bài tôi làm sẵn rồi. Phần của chúng ta là phần mềm là học bảng chữ cái tiếng Việt, đúng không? Học này. Học bảng chữ cái. Chữ cái tiếng Việt. Đấy. Nhưng mà ở đây chỉ là một cái bản thôi. Chúng ta có thể làm rất nhiều cái bản khác nhau. Được không nào? Được chưa? Đây là một cái bản thôi nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ có kịp thời gian không? Tôi sợ không kịp. Tôi làm sang cái bản số 2 nhé. Đây là cái bản 1, là cái bản rất đơn giản, là ta tạo ra một cái bảng chữ cái trên màn hình tiếng Việt. Các bạn có thể cho trang trí thêm cho đẹp nữa ở trên màn hình. Sau đó thì là người dùng nhấn chuột vào chữ cái nào thì nó kêu chữ cái đó. Tôi bật to cho ta xem này. Vậy này. Đây. Làm lại từ đầu nhất đi này. Đấy, ta bật thử này. A. Đấy. B. C. Ơ. H. P. Ơ. O. Đấy, nhé. Rồi, như vậy là xong cái, đây là xong cái bản 1. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bản 2. Kịp không? Không kịp đành chịu vậy. Chúng ta sẽ làm về nhà làm sau nhé. Cái bản 2 là như thế này. Cái bản 2 là như sau. Chú ý rằng là từ một cái bộ dữ liệu này chúng ta có thể có rất rất nhiều kịch bản. Nhưng mà cái phụ thuộc vào cái người, cái sáng tạo của cái người làm kịch bản. Là chính là chúng ta đấy nhé. Cái bản 2 hay là phần mềm 2. Cái bản 2 như sau nhé. Cái bản 2 là như sau. Trên màn hình hiện ra cái bảng chữ cái. Như chúng ta thấy vẫn là A, B, C nhé. Cùng đây là y dài nhé. Và ở đây hiện ra là một giáo viên nhé. Giáo viên nói này là: em hãy nghe phát âm và nháy vào đúng chữ cái. Giáo viên sẽ nháy, giáo viên đọc là bờ. Mà đợi người dùng nháy vào chữ A thì giáo viên nói là sai rồi. Người dùng nháy vào chữ y sai rồi, người dùng nháy vào chữ bờ, cô giáo nói là đúng rồi và chuyển sang bài tiếp theo. Như vậy là giáo viên phát âm chữ cái và chờ học sinh nháy chuột đúng lên chữ cái, đúng lên chữ cái đó. Nháy chuột thôi. Nào thầy hỗ trợ thêm một vài buổi phần mềm như em xem vẫn chả hiểu mấy. Cái này các bạn không, tức là lần đầu tiên các bạn xem là sẽ rất khó hiểu, nhưng mà về nhà các bạn xem kỹ chương trình, xem kỹ lại cái video này thì các bạn sẽ hiểu nhé. Nó hơi khó, đầu tiên làm phần mềm là khó rồi, mà nó không bao giờ là phần mềm làm cái bộ mức độ rất khó, nhưng mà rất là hay. Đấy, rất là hay. Ở chúng ta làm phương án 2 nhé, chúng ta làm cái bản 2 nhưng ta vẫn dùng tất cả những cái hàm cũ, trình cũ, chỉ khác nhau ở xử lý chỗ này, thế là chỗ sắp đây này. Đấy nhé. Bây giờ không phải như này nữa, bây giờ chúng ta bỏ cái này đi, không cần cái này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta sẽ tạo thêm một nhân vật nữa. Chúng ta vào đây là một cô giáo. Đó. Cô giáo sẽ đứng ở đây này. Đó. Bây giờ vào chương trình nhé. Đây này. Đó. Cô giáo sẽ đứng ở góc này. Chúng ta có thể cho cái đèn nó thấp xuống một tí nhé. Đèn nó hơi cao quá. Chúng ta cho nó lùi xuống một tí. Hoàn toàn có thể lùi thấp xuống được. Để cô giáo nói. Đấy. Thì cái làm lùi xuống là như sau nào. Chúng ta sửa như sau. Chúng ta sửa cái x gì, cái y gì nhỉ? Cho sửa cái x gì thôi. Đây này.
chúng ta sửa như sau nhé. Đây à, chúng ta dựa vào đây, vào đây x0 đây này nhé. X0 bây giờ chúng ta không để là, chúng ta không để x0 là cái này nữa, và chúng ta cho nó tăng thêm một chút như sau. Bây giờ làm như sau nhỉ, chúng ta sẽ lấy là trừ với kép chia 2, trừ với kép chia 2 chúng ta cộng thêm một cái giá trị nào đó bất kỳ. Đấy, chúng ta bỏ xuống đây nhé, chúng ta vẫn để là trừ với kép chia 2 vẫn được nguyên như này, nhưng mà chúng ta cộng thêm một giá trị nào đó. Đây chúng ta là rất tổng quát rồi chứ nó rất là ngon lành nhé. Để cộng này chúng ta để ở đây nhé. Đây chúng ta phải đây này nhé, x gì đấy nó ở với đây à, họ số không phải nhìn lầm, x gì tôi phải giữ nguyên chứ, tôi chỉ tăng cái, tôi giảm cái y thôi chứ, xin lỗi, không phải giảm y thôi, giảm y bằng cách là đây là trừ, giảm cái này, tôi lấy h trừ 2, sau đó tôi trừ đi, tôi trừ đi 50 chẳng hạn, trừ đi 50, tôi thử nhé, nó sẽ lùi xuống. À không được, cái này là hơi khó của chúng ta, thôi, được nguyên thôi, các bạn về là các bạn xử lý sau nhé, tôi không xử lý, muốn xử lý được cũng rất phức tạp đấy, không dễ. Thôi, nguyên thì nguyên, không sao được. Rồi, không sao cả nhé. Thì như sau này, khi mà nhận được thông điệp start nhé, thì giáo viên là như sau, giáo viên sẽ nói này, đấy, giáo viên sẽ sinh ra một cái mã mà bất kỳ, giáo viên sẽ cho phát âm, và sau đó thì là chúng ta sẽ đây nhé. Đây nhé, mình chú ý này, khi bắt đầu vào chương trình này, đây giáo viên sẽ nói trước nhá. Đây bắt đầu vào chương trình giáo viên sẽ nói như sau, giáo viên sẽ nói như thế này, giáo viên sẽ nói nhé, các em sẽ nghe phát âm một chữ cái, phát âm một chữ cái và nháy lên chữ cái đó, nháy lên chữ cái đó. Đây là cái lần đầu tiên giáo viên vào, giáo viên nói nhé. Đó. Sau đó khi bắt đầu chương trình thì giáo viên sẽ em đây, khi bắt đầu chương trình thì như sau. Khi mà nhận được thông điệp là start, đây này, khi bắt đầu là start ấy, giáo viên sẽ không phát âm nữa và giáo viên sẽ im lặng và giáo viên sẽ phát âm cái âm thanh đó đi nhé. Thì như sau này, chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Thì như sau này chúng ta sẽ tạo ra một cái biến mới, biến này là cái biến để mô tả cái em, để mô tả cái gì, để mô tả cái em, chúng ta có thể dùng ngay cái biến là p cũng được, vì hiện nay là xong rồi, chúng ta dùng cái biến p cũng được nhé. Đây khi bắt đầu vào start này, giáo viên sẽ tắt cái này đi, chúng ta dùng lệnh này để tắt đi nhé, chúng ta dùng lệnh này này, xóa này, đấy, xóa đi. Sau đó như sau này, giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ vào cái vòng lặp vô hạn lần, đây là gặp vô hạn lần, được chưa? Rồi giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ dùng ngay biến p thôi, dùng cái biến p cho dễ nhé. Giáo viên sẽ sinh cái biến p, p là cái biến để mô tả cái số, cái chữ cái ấy, mà chúng ta muốn tạo ra đấy. Không, p không được, p nó sẽ lần mất, không nên dùng p mà chúng ta sẽ tạo ra một cái biến có tên là stt, là cái số thứ tự mà giáo viên muốn tự, là cái số, là cái chữ cái mà giáo viên muốn sinh ra mà cho sinh làm nhé. Thì như sau, giáo viên sẽ đặt cái stt này làm cái số ngẫu nhiên, cho là ngẫu nhiên, mà cho là một cái số ngẫu nhiên từ 1 cho đến là 29, hay là từ 1 cho đến gì, cho đến cái length, 1 cho đến cái length, đây length của cái Việt Nam, của cái dãy là bằng chữ cái tiếng Việt, được chưa? Đó. Sau đó giáo viên sẽ phát âm cái âm thanh đó bằng cách là gửi một thông điệp cho cái chữ này để phát âm. Sau đó giáo viên sẽ chờ nhé. Rồi sau đó giáo viên sẽ gửi một thông điệp, đây giáo viên sẽ, vì là cái âm thanh này giáo viên không nói được, phải gửi cái này, giáo viên gửi một thông điệp như sau.
giáo viên sẽ gửi một cái thông điệp đặt tên là phát âm. Phát âm. Đấy. Gửi thông điệp phát âm. Để phát âm cái âm thanh này. Được chưa? Đó. Thì cái nhân vật gốc nó sẽ phát âm. Phát âm cái âm thanh đó nhé. Sau giáo viên sẽ chờ. Thì làm như sau, lại như là như vậy, khi giáo viên chờ như sau, giáo viên chúng ta tạo ra một cái âm bên sẽ tạo ra một cái thôi được, tôi cứ làm, tôi chúng ta cứ làm nhé, tôi cứ làm thôi, bìa không đợi đây nhé. Phát âm này, thì cái như vậy này khi mà nhận được thông điệp là phát âm thì phát âm như sau. Nhận điệp này là khi mà nhận được thông điệp là phát âm nhé, thì chỉ khi mà tôi cho đó, thông điệp này sẽ gửi đến cho tất cả các cái clone, nhưng mà chỉ có một clone nhận thôi, chính là clone chính là nhân vật gốc. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là nếu cái ID bằng 0 thì ta mới trả lời. Để nếu nhé, chỗ này là khó một chút đấy, chỗ này là đối với để hỏi cái ai, nếu mà cái ID chỉ có ID bằng 0 mới trả lời thôi, không trả lời. Phát âm nhé. Thì cái này sẽ làm như ngày này sẽ gửi cái âm thanh như này. Phát cái âm thanh. Start cái âm thanh. Đấy. Có cái thứ tự gì? Có thứ tự là có cái số tự cái âm thanh có số tự là SS là STT. Đâu rồi? Là STT. Đấy. Được chưa? Mà nghe cứ mà lần sau người dùng cứ bấm vào đây thì lại phát âm. Người dùng mà cứ nháy lên giáo viên nhé. Người dùng mà nháy lên giáo viên thì phải âm nghe, phải âm lại. Đấy, phải âm lại. Rồi. Để cho nghe thử này. Vì sao? Vì nó lọc nhiều quá, vì tôi sẽ phải cho dừng lại ở đây. Cho nên khi mà xong nhé, tôi sẽ phải tạo ra một cái biến. Tạo ra cái biến có tên là xong, là tên là done. Done nhé. Làm xong làm tiếp theo nhé. Thì ban đầu tiên tôi đặt là cái, khi bắt đầu vào chơi thì tôi đặt cái done bằng 0. Đây chỗ này là kỹ thuật nhé. Gửi thông điệp sau đó đặt đăng bằng 0 luôn và chờ. Và đặt đăng bằng 0 sau đó thì là chờ. Dùng lệnh là chờ nhé. Dùng lệnh này chờ. Dùng cái lệnh là wait until đăng bằng 1 thì nó mới đây. Wait until đăng bằng 1 thì mình làm tiếp, không thì dừng lại. Đấy. Wait until này. Đấy. Ta thử xem nhé, thử xem. Tờ. Đấy, tờ đấy, nghe lại này. Tờ. Tờ này. Tờ. Em bấm vào đây là sai, phải bấm vào đây mới đúng nhá. Đấy, như thế. Thì khi mà nhận thông điệp này rồi thì người dùng sẽ bắt đầu nháy chuột nhá. Đây. Đây. Hãy nháy chuột lên đây nhá. Đấy, thì như sau này chúng ta chú ý nhá. Ăn bằng 0 thì mới cho phép xử lý nhá. Thì người dùng làm như sau. À, người dùng ăn chuột, người dùng làm ở đâu bây giờ nhỉ? Ở ngay đây thôi nhé. Ở ngay đây. Chúng ta sẽ làm như sau nhỉ? Chúng ta sẽ làm như sau. Tôi làm ngay đây thôi cho nhanh nhé. Chúng ta sẽ vào lại một cái lệnh là như thế này. Khi bắt đầu start này. Ngay đây thôi cho nó nhanh. Start này. Ở đây nhé. Để bên cạnh đây nhé. Khi mà bắt đầu xong cái này nhé, thì cũng như vậy thôi. Thì cái người dùng này, cái đây là cho người dùng chờ. Đây. Không được vào đây được. Để vì nó không có cái hàm kia. Tôi phải để sang bên kia nhé. Tôi phải chạy sang bên này. Để bên này nó có cái hàm này. Như vậy bên này sẽ xử lý như sau nhé. Khi mà
Khi mà nhận thông điệp start này. Start này thì người dùng sẽ, chúng ta sẽ chờ nhé. Trong vòng lặp là vĩnh viễn. Được chưa? Và nếu gì nếu người dùng nháy chuột if đây. Nếu người dùng nháy chuột đây, nếu người dùng nháy chuột đâu rồi? Mouse down nhé. Mouse down này. Thì nếu như sau này máy chuột lập tức là tính toán như sau nhé. Để chúng ta làm một tí nhé. Chúng ta sẽ phải làm lại một chút kia hàm này. Nếu cái này thì như sau nhé. Thì người dùng sẽ chạy cái hàm là chạy cái hàm calculate xi này. Với cái em đầu vào là mouse x và mouse y. Và tính được P nhé. Tính được P. Thì lúc chút này kiểm tra luôn. Kiểm tra luôn là nếu nhé. Nếu mà P bằng STT thì mình thì mình thì là à, chỗ này phải hiểu là đúng hay sai nhé. Đúng hay là sai nữa cơ. Hay bây giờ tôi sẽ phải xử lý nhé. Này hơi phức tạp một chút. Bên này thì bên này nó có cái hàm này. Thôi, tôi từ một chút nhé. Cái là mình hơi lằng nhằng quá, tôi xử lý ra bên xử lý luôn nhé. Tôi bỏ cái này đi này. Và tôi chỉ việc copy cái lệnh này thôi, tôi copy cái hàm này sang bên này là xong. Ra bên xử lý luôn tại chỗ thôi. Cho nó nhanh nhé. Đây. Ra bên xử lý luôn này. Chưa copy được à? Đâu rồi nhỉ? Chưa copy được. Rồi. Đây được rồi. Giáo viên xử lý luôn cho nó nhanh nhé. Đây. Các bạn đợi tôi một chút. Bạn làm nhé. Đây. Khi giáo viên nhận được thông điệp là start, giáo viên vào ngay cái phòng lọc vô hạn ở đây và chờ. Yeah. Bây giờ nếu này, nếu mà người dùng nháy chuột đây, nếu người dùng nháy chuột mouse down thì lập tức là tính toán luôn, calculate xi luôn ở đây nhé. Đây. Khỏi phải sang bên kia, mouse x mouse y, xử luôn ở đây luôn nhé. Bây giờ nếu này, chỗ này xử lý luôn này, nếu nhé. Nếu mà làm đúng thì sao? Làm sai thì sao? Đây. Nếu mà P xử lý nếu mà P nếu mà P đây. Nếu P bằng chính là STT thì là đúng, còn nó không thể là sai. Đây. STT đâu nhỉ? Đây. Nếu này là đúng này. Đấy. Thì giáo viên nói đúng rồi. Tôi sẽ xử lý sau, giáo viên sẽ nói đúng rồi, chờ 2 giây. Đúng rồi, nhé. Còn nếu không thì nó là sai rồi. Sai rồi. Đấy, sai rồi. Nhé. Sau khi mà đúng rồi, khi đúng rồi thì chúng ta sẽ đặt lại là cái đăn này bằng 1. Đấy như chờ, lúc đi chúng ta đặt bằng 1 nhé. Đây. Đây. Chúng ta đặt cái đăn bằng 1 đây. Chúng ta mới set cái đăn là bằng 1. Em lằng nhằng nhé. Đây. Đấy. Còn nếu sai thì thôi, chúng ta lại nháy tiếp. Được chưa? Phải chờ. Là thử lại nhé, được không nhá? Tạm thời như vậy cho các bạn nhá. Nghe lại này. Là cái thằng này đúng không?
Đúng rồi đấy. Hờ. Hờ này. Sai rồi. Sai rồi. Đúng rồi. Để Tờ. tôi thu âm thêm nhá. Đúng rồi. Tôi bật lại cho thật nhanh cho thật. Đúng rồi. Ở đây sẽ là đúng này. Con thu âm là sai. Sai rồi. Sai rồi. Sai. Thì như sau nhé, tôi lập trình lại cho anh cho cái số giáo viên này, để giáo viên này nhé. Đây. Đúng rồi, thì tôi sẽ phát âm thanh là đúng rồi. Sao đây là sai rồi ở trên này nhé. Trên này phát âm đúng rồi ở trên này. Đúng rồi. Đấy. Được chưa? Cứ như vậy thôi. Bây giờ trở lại cho chưa cùng chúng ta cùng nhau làm bài này từ đầu nhé. Như vậy là đây là một giọng bài tập khác nhé. Tờ. Tờ, đấy tờ đấy nhá. Sai rồi. Sai rồi. Nghe lại này. Tờ. Đấy tờ đấy nhá, tờ đấy rồi. Đúng rồi. Đấy. Y. Y đây. Đúng rồi. M. M. Đúng rồi. Đấy, được chưa? Như vậy là chúng ta Hớ. làm được một làm là chúng ta vừa mới làm xong được cái một phương án 2, cái bản 2. Cái bản 2 là cái bản 2 là cũng học bằng chữ cái, học bằng chữ cái. Nhưng mà cái 2 cái trò chơi sẽ gọi số 2 nhé. Như vậy chúng ta vừa mới làm nhanh thôi. Với cùng cái bộ dữ liệu ban đầu là cái bao mỗi chúng ta bao gồm là gì, là bảng 29 chữ cái, bao gồm có sách các chữ cái, mặt các chữ cái và âm thanh các chữ cái. Chúng ta tạo ra được hai kịch bản trò chơi đơn giản. Một trò chơi một là hiển thị bằng chữ cái và nháy chuột để nghe. Hai là làm một cái game trò chơi là nghe âm thanh đoán chữ, thấy chưa? Đó là hai cái chương trình. Vậy cho là hết hết thời gian rồi, nhưng mà chúng ta nghỉ ở đây nhé. Thì buổi sau tôi sẽ là bài hôm nay là cái bài là thuộc loại là cực kỳ dễ rồi đấy, rất là đơn giản. Còn chúng ta sẽ buổi sau sẽ cố gắng làm một cái bài khó hơn một chút. Vậy thì các bạn thấy là để làm cái phần mềm nó không dễ, nhưng mà nó rất là hay. Nó cái tư duy của nó là nó thoáng đạt của nó, theo tôi nó rất là hay, hay hơn nhiều là với học sinh tiểu học, là hay hơn nhiều so với là những cái bài giải toán phức tạp nặng nề về toán học quá nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Nghe thôi.